Hello, mình Trần Hùng 83, xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Đến với chủ đề game dùng vuông đất, hôm nay mình sẽ chơi con vuông màu trắng này nha các bạn. Một con đầu tiên rồi. Chủ đề game dùng vuông đất này mình sẽ chơi cái con trắng này, nhưng mà hai cái cặp mắt là độc đáo lắm. Hai con. Các bạn xem video nhớ để lại một like, là lượt chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh mình nhé nha. Và các bạn nhấn cái chuông ở mép bên cạnh cái chữ đăng ký để nhận video mới nhất từ mình nha. Ta hôm nay sẽ đi săn mấy con dung này thôi. Cái cửa game này thì nhiều thể loại kêu, mình kêu bằng gắn săn mồi cũng có, mà vùng dung đất cũng có, mà sâu tham ăn, sâu ăn bánh kẹo thì cũng có. Nãy giờ là mình cũng được hạ được mấy con rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Trần Hùng 83 mình suốt thời gian qua nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình còn dài dài nữa. Để mình bắt cái con này. Đâu chui. Ở ngoài rộng vậy mà không đi, muốn đi chen vô kẻ. Khó à. Cái anh con dung tim đó nãy giờ cứ lạng trước mặt mình hoài vậy. Thời thâu đâu có dễ đâu. Để mình qua bắt con dung này. Cuộn phim đó lạng trước mặt mình ngứa mắt. Đó là một con đã bị mình lừa rồi. Mình thì ưa kêu là cái này là gắn săn mồi, mình kêu là gắn săn mồi quyền thoại của mình. Còn nhiều dùng nhiều chỗ nơi các bạn đồ khác kêu là vùng dung đắp. Đó, một con rồi kêu còn sâu ăn bánh kẹo đồ rồi. Nói chung là nhiều tên là cũng là một loại game này thôi. Nãy giờ mình hạ cũng đánh bại cũng nhiều con này. Tính làm cái gì mà đưa đầu ra, mình đâu có dễ bị lừa đâu bạn ơi, mà bạn tính đưa đầu ra cho mình đâm vô à. Nhỏ mà làm mình mất thời gian, nên nãy giờ mình quấn biết bao nhiêu vòng rồi đó. Đã quấn đã bắt rồi là không đường nào chạy ra được. Chạy. Tiếc nhỉ. Chạy đi mà còn ở đó đi, ở đó cái lạng lạng trước mặt mình hoài.
nhân. Nhằm dáng có nhiều trai nhân năm nữa, nhanh lên top mà. Ít trai nhân năm rồi lại lâu lên. Chen của em biết làm sao khi anh đang yêu em nhiều như vậy. Một kẻ đến em tôi mỗi giây ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể đến đâu. Có lẽ cần một cái gật đầu khi cha mẹ về bên anh để chẳng may đừng về chưa đông đau thêm. Cố bàn tay chờ che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang dòng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Có cái dây tại vì nó nằm nó không có co lại, nó nằm với giống như chữ C chữ cờ. Lần nữa mình xin các bạn nha, xem chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh mình nữa nha. Các bạn đăng ký nhớ nhấn cái chuông bên cạnh để có thông báo video mới nhất từ mình nha các bạn. Mình cũng chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Sâu cá chết. Sâu đó xấu à. Bên dung nó dung cá chép mình kêu bằng sâu mình quen. Xấu nhìn thấy không, không đẹp. Con gái lá cây rồi. Bye bye các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn các bạn lại clip sau nha. Bye bye.